Chào các bạn. Từ hôm nay mình muốn bắt đầu giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm Nga có thương hiệu Clearvin. Trong dòng thương hiệu này có đủ loại kem: kem chống nắng, kem dưỡng da, kem dưỡng trang, kem dưỡng trị thâm và nhăn quanh vùng mắt, kem làm trắng da, vân vân. Chính hôm nay mình muốn làm video đầu tiên về kem dưỡng trị thâm và nhăn quanh vùng mắt. Kem này xuất xứ Nga, do một công ty mỹ phẩm Thảo được sản xuất, có uy tín lớn với nhiều phụ nữ Nga bởi vì nó chứng minh sự hiệu quả với lại giá phải chăng. Kem này được bán ở tất cả các hiệu thuốc ở toàn Nga và mình đảm bảo rằng đây là hàng chính hãng của Nga. Kem dưỡng trị thâm và nhăn quanh vùng mắt, chăm sóc da nhạy cảm một cách dưỡng mắt và mịn màng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Sau khi bắt đầu sử dụng, da của bạn sẽ trở nên mềm mại và trơn nhẵn, giống như da của một đứa trẻ sơ sinh như người Nga thường nói. Do chiết xuất thực vật trong kem, nó thấm nhanh qua da, giữ ấm và giảm sưng phù quanh vùng mắt, cho làn da mát, mỏng manh, nuôi dưỡng và duy trì sự trẻ trung của làn da. Cách sử dụng của nó là dùng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng sau khi rửa mặt và vào buổi tối sau khi tẩy trang và trước khi đi ngủ. Màu của nó là màu nâu vàng. Và để dùng một lần thì chỉ lấy lượng nhỏ thôi và thoa nhẹ nhàng quanh vùng mắt. Thật là không hiểu khi một số người nói là mình muốn có kết quả liền, nhưng mà làm sao được, cái gì cũng cần thời gian chứ. Cho nên sau khi mua về, sau một tuần sử dụng bạn chưa thấy kết quả nổi bật thì đừng vội kết luận rằng nó không hiệu quả. Hãy đợi lâu hơn, hãy sử dụng lâu hơn tầm một tháng, hãy kiên trì và sẽ nhận thấy được kết quả thật sự của nó. Ai thấy mình muốn mua thử kem này bởi vì giá của nó rẻ rồi người ta nói là sự hiệu quả cao, còn tha ai cũng có được, người trẻ, người già, nếu không ngủ cả đêm chuẩn bị thi, ôn thi, hoặc là chơi game, hoặc là xem phim và ngày tiếp theo phải dạy sớm thì sẽ có quần tham. Và để giải quyết vấn đề này thì có thể dùng kem dưỡng trị thâm và nhăn Clearvin. Nếu các bạn thấy mình muốn thử thì mình sẽ để link dưới video đến trang web và trang Facebook của cửa hàng mình để các bạn liên lạc được. Còn bây giờ mình tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo về sản phẩm thương hiệu Clearvin chăm sóc da hoàn hảo. Xin chào các bạn.